Đấy, nó là khoảng tháng 10 năm 2014 đấy. Nó điện cho chị, nó bảo này này, chị Lý à, em đường đây. Thế chị bảo đường nào? Nó bảo em đường Nhuệ đây. Thế là chị biết luôn, chị bảo có việc gì hả chú? Bảo là bây giờ em có thằng bạn tên là Giang, đấy là chị nợ tiền nó. Chị bảo tôi không có biết quen biết gì ai tên là Giang con trai cả, mà tôi chỉ có quen một cô tên là Nguyễn Thị Thanh Giang thôi. Thế nhưng mà ngược lại là tôi cũng nói thẳng cho chú biết là tôi nói thằng Đường đấy. Chị cũng nói thẳng cho chú biết rằng là chị không vay công mượn nợ, chị không liên quan đến tài chính, mà ngược lại đây là người ta đến tự nguyện, người ta nhờ tôi một công việc và tôi đang làm rồi, thì người ta không đi, cái việc đấy là việc không có nợ nần, cho nên là chú đừng nhảy vào, mà chú cũng đừng liên quan đến tôi, mà tốt nhất là chú cũng đừng có điện đón gì cho tôi. Thế sau khi đó là chị bảo bây giờ chú không nhớ tôi thì chú đến cái ngõ này, là chú vào là nhà tôi ở đấy, thì trước cái camera nhà chị quay được toàn bộ chúng nó rồi, có cả cái bà hàng xóm đứng chỉ trỏ phân vua ở đấy. Thế thì trong khi đó là mấy hôm sau là cháu nhà chị là chính cái thằng bị đánh đi, lại có cái xe máy của bố vợ để đi về đấy để cả chìa khóa, là quân của nó đến lấy, thì đúng cái thằng đứng cạnh thằng Đường Nhuệ đấy là người lấy cái xe của chị. Thế chị báo công an phường, ông Tản trưởng phường của công an phường Trần Lãm xuống nhìn hai cái hình ảnh chị quay lại, là đấy hôm nọ cái thằng đứng thằng Đường Nhuệ đây và cái thằng ăn cắp xe máy đây là một. Chị điện luôn, chị ở bây giờ quân của chú lấy xe của chị thì mang lên trả chị. Thế là nó bảo, nó xưng với chị, nó đe dọa là bố mày đang ở Hải Phòng chứ không bố mày, bố mày về bố mày giết mày. Con như con già, bây giờ mày đang ở đâu? Chị bảo ngay, tôi đang về thành phố Thái Bình rồi, tôi đang ở cái nhà đấy đây. Khoảng 20 phút là nó cho quân chở đến đông nghẹt nhà chị luôn. Lúc đấy là chị chỉ đạo tất cả mọi người lên trên tầng, chúng mày đến nhà tao không có một căn cứ gì, tao không vay công một nợ, không liên quan gì giấy tờ đâu. Những gì liên quan tao mày đưa đây, thì tao nói chuyện mày không ra khỏi nhà tao thì chị gọi 113. Gọi 113 đến thì nó đứng ở ngoài nó chửi bới, xong bắt đầu nó tương gạch đi vào, thì chị chiến đấu thì nó khống chế cái xe nhà chị, xe Fortuner nhà chị ở ngoài đường không cho đi nữa. Thế là quân của nó cả một đêm nó nằm ở đấy em ạ. Thế ông Cản trưởng phường cũng bảo là em lên đây để anh giải quyết cho. Thế là chị tin ông, chị lên. Mà thế thì khi lên đấy thì chị vào phòng tiếp dân thì quân của nó có 7 thằng, chị cũng chủ quan ngồi đối diện với nhau một tí. Thế là chị không muốn nhìn mặt chúng nó, thì đằng sau nó có cái cửa sổ, thế là chị lại cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế là ngoắt một cái là thằng Đường nó ngay đằng sau chị, nó vào sao mà chị có biết được đâu. Thế là thằng Duy con chị với chị ngồi cạnh nhau, còn quân của nó đối diện. Trong đó đến bây giờ chị phát hiện ra cái thằng mà nó đều cáng nhất và nó trùm nhất ở cái tối hôm đấy là thằng Bình. Nó đánh chị thì là nó đánh cháu thì nó dùng tất cả cái cùi quả tay tay phải nó đi em, nó cứ vòng cái nào nó đánh vào xương hàm, nó đánh vào mặt, nó đánh chị thế nào nó đánh cháu như thế, nhưng mà nó đánh chị chắc có phần nó nương nhẹ hơn nên nó không bị vỡ hàm đấy. Sau đó là nó mới lấy khuỷu tay nó ghi vào cổ nó ghi vào ngực nó để nó siết cổ chị lên. Thì còn còn con chị thì nó đánh như vậy, nó đánh mạnh hơn, nó đánh hất lên nên cháu bị vỡ xương hàm. Thế thì khi đấy chuyện ấy xảy ra rồi thì nó mở cửa, sau đó là em biết ông, chị muốn kêu cứu thì nó còn bảo chị mày có muốn bố mày hiếp mày ngay tại đây không, mày có biết bố mày có bao nhiêu tiền không. Xong bắt đầu nó lấy mồm nó nhổ bọt vào mặt chị, mà trong đó chị không vay công mượn nợ nó, chị không liên quan đến nó đi đòi nợ thuê, nó dám hành hung mà nó chửi chị như thế. Đấy, tất cả mọi cái chị quay lại xong thì cái con vợ thằng Đường là cái con Dương bị bắt đấy, nó chửi bới lăng mạ chị một cách kinh khủng luôn. Chị yêu cầu đưa đưa con chị đi khám khám thương tật. Chị đi khám thì nói thật với chú là chụp chiếu chụp CT cắt lớp xong cháu vỡ xương hàm, chị kêu cứu, chị kêu oan rồi là các kiểu, rồi là chị đến đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra là khôi phục vụ án hình sự. Mỗi một lần chị đề nghị như vậy thì coi như là nó lại cho quân nó đe dọa cả tính mạng chị và gia đình chị. Thì thế thì vừa rồi là chị làm đơn lên cả tỉnh ủy, tức là yêu cầu là chỉ đạo cho công an thành phố phải khôi phục lại vụ án và cho thằng Đường Nhuệ đối chất với chị. Liên quan đến cái vụ vợ chồng đại gia Đường Dương ấy, năm 2014 mà vợ chồng ông Đường này là bị bà Lý ở phường Trần Lãm tố nó đánh đập với con bà ấy. Xong rồi sau đó thì mình cũng vào cuộc điều tra rồi, nhưng mà anh có cái luận luận là đình chỉ điều tra, quyết định đình chỉ điều tra là không đủ cơ sở để xử lý bị can ấy. Thì cái vụ đấy như thế nào anh nhỉ? Cái vụ đấy thì nó đã trước kia nó liên quan đến cái việc này thì nó đã đình chỉ rồi.
là nó tạm đình chỉ rồi, đã khởi tố vụ án thì tạm đình chỉ rồi. Thế nhưng mà trên cơ sở đấy, pháp luật thế này mà chưa đủ căn cứ thì mình phải tạm đình chỉ. Tức là tạm đình chỉ thôi chứ chưa phải là đình chỉ. Tạm đình chỉ vụ án. Đấy, còn lại đủ căn cứ thì mình xử lý. Vâng. Lâu nay thì cái vợ chồng nhà này hoạt động bất động sản nó có một số cái thông tin liên quan chuyện mà đấu giá đất hay dùng các cái tiểu xảo để mà tranh giành đấu giá đất thì xảy ra cái chuyện gây gổ nọ kia, thì mà công an thành phố mình có nhận được cái đơn tố cáo tố giác gì về cái vợ chồng nhà này không? Cái đấy thì công an thành phố thì chưa nhận được cái thông tin nào, nhưng cái việc này thì cơ quan điều tra đang tập trung người ta làm. Vâng. Việc này cũng không thể để cung cấp thông tin được vì cái này nó đảm bảo cho công tác điều tra. Vâng.